Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, lễ phong chức linh mục tự nó là một cái biến cố lớn lao, trọng đại. Vì từ những con người thấp hèn, Chúa đã nâng lên hàng tư tế của Ngài trong sứ vụ cứu rỗi loài người. Hôm nay, biến cố này lại được cử hành trong bầu khí năm thánh lòng thương xót và kỷ niệm 90 năm ngày Đức Thánh Cha Pio thứ 11 thiết lập ngày thế giới truyền giáo. Chúa Giêsu là thượng tế duy nhất của Tân Ước, nhưng trong Người tất cả dân thánh của Chúa là chúng ta cũng được trở thành dân tư tế. Và trong tất cả các môn đệ của Người, Chúa đã muốn đặc biệt chọn một số để họ công khai thi hành trong giáo hội nhân dân Người mà thi hành sứ vụ tư tế để mưu ích cho tất cả mọi người, tiếp tục sứ mạng riêng của Người là Thầy, là tư tế, là mục tử. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho các tân chức đây được lãnh nhận hồng ân linh mục của Chúa một cách sốt sắng và sống trung thành với ơn Chúa trong suốt cả cuộc đời của mình. Xin Chúa giờ đây thanh tẩy tâm hồn còn nhiều tội lỗi và thiếu sót của chúng ta để được xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội
và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thiên Chúa trên cao tầng trời và bình an dưới thiên cho người thiện tâm, chúng con là lời Chúa, chúng con chúc mừng Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,
Chúa đã dùng thừa thác vụ linh mục để cai quản dân Chúa. Xin ban cho các phó thê của Hội Thánh Chúa mà hôm nay Chúa thương chọn lên chức linh mục được kiên tâm phục vụ thánh y Chúa, để họ biết dùng thừa tác vụ của đời sống mình mà làm vinh danh Chúa trong Đức Kitô, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xin mời các thầy sắp thụ phong linh mục tiến lên. Thầy Gioan Nguyễn Văn Toàn có mặt. Thầy Giuse Nguyễn Văn Tuấn có mặt. Thầy Vinh Sơn Phạm Văn Thắng có mặt. Thầy Giuse Đào Trọng Thành có mặt. Thầy Phêrô Tạ Văn Tuân có mặt. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Khích có mặt. Thầy Giuse Đỗ Văn Đức có mặt. Thầy Đa Minh Nguyễn Văn Tuân có mặt. Kính thưa Cha, Hội Thánh là mẹ chúng ta, xin Cha phong chức linh mục cho những anh em này. Cha có biết những thầy này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức linh mục. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, các thầy đây là con cái, là thân nhân, là bạn hữu của anh chị em. Nhưng các thầy này cũng là con của chúng tôi, vì chúng tôi đã xin các thầy này trong chức thánh. Nhưng trên hết, các thầy này là con của Chúa. Vì thế cho nên tất cả chúng ta đều có liên quan mật thiết đến các thầy đây. Vì thế cho nên trong lễ truyền chức này, chúng ta sẽ hết sức quan tâm, theo dõi, gắn bó để cảm thông được con em chúng ta đang sắp được nhận những nhiệm vụ gì, những nhiệm vụ đó sẽ được thi hành ra sao, và chúng ta cầu nguyện cho các anh em này. Anh chị em thân mến, trong bài đọc một trích sách tiên tri Isaiah cho chúng ta thấy đây là một cái trường hợp trong nhiều trường hợp khác, nói về một ngôn sứ đã được Chúa chọn và Ngài sai đi để thi hành cái sứ mạng của Ngài. Người ngôn sứ đang nói ở đây là chính tiên tri Isaiah. Chúng ta nghe Ngài nói: Thần khí của Chúa ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi báo tin mừng cho người nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày giải phóng cho những kẻ tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Tất cả các ngôn sứ đều được nhận lãnh cái sứ mạng
và được nhận lãnh thần khí của Chúa để thi hành cái sứ mạng đó. Nhưng thật ra thì chưa có một ngôn sứ nào thật sự có thể nói là đã chu toàn được cái sứ mạng của mình. Vì đây là một cái sứ mạng vượt quá cái khả năng của các ông, dù các ông đã được đón nhận thần trí của Chúa. Nhưng dù sao đi nữa, sự hiện diện, tiếng nói và đời sống của các ông đã nuôi dưỡng được cái niềm tin, nuôi dưỡng được cái hy vọng từ năm này qua năm khác. Và phải nói là từ trăm năm này qua trăm năm khác, nuôi dưỡng để cho dân Chúa đừng có thất vọng, để cho dân Chúa vẫn cứ miệt mài cầu nguyện, để cho dân Chúa cứ tin tưởng. Và quả thế, vào khoảng 600 năm sau khi chúng ta nghe cái đoạn Kinh Thánh vừa rồi, thì cũng có một người xuất hiện ở trong hội đường Nazareth, cũng đọc cái đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe. Nhưng người đó đọc xong thì xếp sách lại và nhìn cử tọa, rồi dõng dạc tuyên bố: điều mà tai anh em vừa nghe thì giờ đây được thực hiện. Đứng đó chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Và Ngài thi hành cái sứ mạng Chúa Cha giao đến, tóm lại là rao giảng cái tin mừng cứu độ cho tất cả mọi người, cách riêng là cho người nghèo hèn, cho người đau khổ, cho người tội lỗi, cho người bị bắt bớ, cho người bị oan uổng. Khi Chúa Giêsu đi ra thi hành cái sứ mạng đó, thì Ngài mang lấy cái tâm tình nào? Thưa anh chị em, gần suốt một năm nay, chúng ta luôn luôn chú trọng, chúng ta luôn luôn nhìn vào, suy niệm về cái tâm tình đó của Chúa Giêsu. Không có một giây phút nào, không một trường hợp nào mà nơi con người của Ngài lại không rung động lên cái lòng thương xót. Chúng ta nói cái chữ lòng thương xót có vẻ nó dễ dãi quá, nhưng thật sự nó là cả cái cuộc sống của Chúa Giêsu ở trần gian, và phải nói nó là cả cái cuộc sống của Thiên Chúa vĩnh cửu, lúc nào thì cũng chạnh lòng thương xót. Cho nên mỗi lần Chúa Giêsu thấy cái đám đông là Ngài chạnh lòng thương xót. Mỗi lần Ngài thấy những con người tội lỗi là Ngài chạnh lòng thương xót. Mỗi lần Ngài thấy một cái đám tang là Ngài chạnh lòng thương xót cái tâm hồn của Ngài. Vì thế cho nên giáo hội mới có một cái năm thánh, gọi là năm thánh lòng thương xót, để cho chúng ta từng bước chúng ta cảm nghiệm được, nếu không có lòng thương xót thì chẳng còn cái gì, chẳng ai được cứu rỗi hết. Vậy thì vì cái lòng thương xót đó thôi thúc mà Chúa đã thiết lập giáo hội, mà Ngài đã chọn các tông đồ và Ngài đã sai họ đi. Và họ sai họ đi cho đến tận cùng thế giới. Biết chừng nào cho đến tận cùng thế giới. Cho nên khắp nơi, lúc này lúc khác, Ngài cũng đã tiên liệu để cho có những người tiếp tục cái sứ mạng của Ngài. Và ngày hôm nay, tám thầy này thì cũng nằm trong cái chương trình, trong cái tầm nhìn của Ngài. Chúng ta thấy những thầy này thật sự là đã được Chúa chọn. Ngài chọn từng thầy một, Ngài chọn với tất cả cái con người
với tất cả những cái giới hạn của các thầy. Nhưng mà vì Ngài đã thương chúng ta, Ngài thương tất cả mọi người, Ngài thương chúng ta như là một cái đàn chiên không có người chăn. Ngài thương chúng ta như một cái mùa lúa chín mà không có thợ gặt. Cho nên Ngài sai những thợ gặt đến. Các thầy đây thật sự là được Ngài chuyển chọn và Ngài hiến thánh để rồi sai đi. Chúng con thân mến, giờ đây qua việc đặt tay và đọc lời truyền chức, chúng con sẽ tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần. Chúng con được sai đi. Chúng con hãy quên đi tất cả những cái gì mà chúng con, gia đình, tất cả chúng ta vì thương mến mà chuẩn bị cho chúng con. Giờ này chỉ còn có Chúa chúng con và đoàn dân của Chúa. Chúng con cũng hãy mang lấy cái con tim của chính Chúa Giêsu. Hãy hiểu rằng vì cái đàn chiên đó mà chúng con được chọn, không phải vì chúng con xứng đáng, mà chỉ vì Chúa thương chúng con. Chúa muốn cho chúng con được cái vinh dự tham dự vào trong cái chức năng đó, vào trong cái sứ vụ đó. Vậy thì chúng con chỉ có thể hạnh phúc, bình an là khi chúng con sống thật sự cái ơn gọi của mình. Trong bài đọc 2 có nhắc mạnh tới cái điều là chúng tôi được chọn để làm nhân chứng cho Đức Kitô. Nhân chứng về cái gì? Nhân chứng về cuộc tử nạn và phục sinh. Cho nên thì Đức Thánh Cha trong cái dịp lễ phong chức mới đây hôm tháng 4, Ngài nói với các thầy, mà Cha cũng xin dùng cái lời đó để gửi gắm đến chúng con: hãy mang cái chết của Chúa Kitô vào trong chính bản thân các thầy và sống với Đức Kitô trong đời sống mới. Nếu không có thập giá, các thầy sẽ không bao giờ tìm được Chúa Giêsu chân thực. Và một thập giá mà không có Chúa Kitô thì không có ý nghĩa. Vậy chúng con hãy nhờ ơn Chúa và sự cầu bầu của Hội Thánh, chúng con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Hãy sống cái ơn gọi làm linh mục với cái tâm tình của Chúa Giêsu là luôn luôn chạnh lòng thương xót đối với tất cả mọi người và đối với tất cả mọi hoàn cảnh. Các con rất thân mến, trước khi lên chức linh mục, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Các con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục như một cộng sự viên tốt của hàng giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Các con có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin công giáo không? Các con có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô
để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong hy tế tạ ơn và bí tích hòa giải không? Các con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện, mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân đã được trao phó cho các con không? Các con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đứng kế vị cha hay không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành mà người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đứng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt đẹp mà Ngài đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đứng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành mà Chúa đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đứng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành mà Ngài đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đứng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành mà Ngài đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành mà Ngài đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành mà Ngài đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành mà Ngài đã khởi sự nơi con. Chị em thân mến,
Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng gia tăng ơn thiên trên các tôi tớ Chúa đây, là những người Chúa đã chọn lên chức linh mục. Xin mời cộng đoàn quỳ. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, thiên thần của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Thánh Giuse, cầu cho chúng con. Thánh Gioan Tẩy Giả, cầu cho chúng con. Chúa đời chúng lành và thánh hoa các vị thu phong này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chúng. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con. Chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con mà đổ tràn ơn phúc Chúa Thánh Thần và ban chức linh mục trên các tôi tớ Chúa đây, hầu những người chúng con dâng lên cho Chúa nhân từ để được thánh hiến sẽ luôn luôn được Chúa rộng tay ban ơn che chở. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
con thương con, Chúa Trời ban ơn lượng thật tràn đầy. Con xin dâng Cha, dâng trót đời, mong đáp tình Cha tôi. Chúng ta giữ lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chi thánh, lạy xin nhận lời chúng con. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là Đấng tạo dựng phẩm ra con người và là Đấng ban phát mọi ơn. Nhờ Cha mà muôn loài thiên truyền, nhờ Cha mà muôn vật kiên vững. Để hình thành một dân tư tế, Cha nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần xếp đặt các thừa tác viên của Chúa Kitô con Cha ở những phẩm hàm khác nhau trong cùng một chức thánh. Ngay ở thời cựu ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tinh. Vì khi Cha đặt Mô-sê và A-a-rôn cai trị và thánh hóa dân chúng, Cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ vào tập thế và công việc của các ông. Vì vậy trong hoang địa, Cha đã phán phát thần trí của Mô-sê cho 70 người có trí thông minh, để khi dùng họ phụ giúp, ông có thể cai trị dân Cha một cách dễ dàng hơn. Cũng vậy, Cha đã thông ban sự sung mãn của A-ha-rôn cho con cháu ông, để chức tiêu tế theo lệ luật, có đủ người dâng các hy tế nhà tam là hình bóng về những hồng ân sau này. Nhưng vẫn thời sau hết, lạy Cha chi thánh, Cha đã sai đến thế gian con Cha là Đức Giê-xu, người là vị sứ giả và là Đấng Thượng Tế của Hội Thánh chúng con. Người đã nhờ Thánh Thần mà dâng lên Cha, chính mình làm hy lễ vang sanh. Người đã cho các tông đồ của Người tham gia vào sứ mạng của Người, sau khi họ đã được tác thành trong chân lý. Và Cha đã ban thêm cho họ những công sự viên để rao giảng và thi hành công cuộc cứu độ khắp trần gian. Giờ đây lạy Cha, chúng con nài xin Cha cùng thương ban cho con người yêu đuối của chúng con, có được những người này để trợ giúp, vì chúng con cần có họ để chu toàn chức tư thế tông truyền. Lạy Cha toàn năng, chúng con nài xin Cha ban chức linh mục cho các tôi tớ Cha đây. Xin Cha đổi mới thần trí thánh hóa trong lòng các thầy, cho các thầy biết chu toàn chức vụ nhị phẩm nhận được từ nơi Cha, và cho các thầy biết cải thiện phong hoa thế gian bằng gương sáng đời sống của mình. Xin cho các thầy trở nên công sự viên tốt của hàng giám mục chúng con, để lời phúc âm do các thầy rao giảng nhờ ơn Thánh Thần sinh hoa kết quả trong lòng người ta
và vang dội đến tận cùng trái đất. Xin cho các thầy cùng với chúng con trở nên những người trung thành, phân phát các mầu nhiệm của Cha để dâng Cha được đổi mới nhờ phép rửa tái sinh, được bổ dưỡng nơi bàn thờ, và để tội nhân được giao hòa cũng như bệnh nhân được nâng đỡ. Lạy Cha, xin cho các thầy biết liên kết với chúng con để khẩn cầu lòng thương xót của Cha cho đoàn dân đã được trao phó cho các thầy cũng như cho toàn thế giới. Như vậy, toàn thể các dân tộc được tập hợp lại trong Đức Kitô sẽ trở thành dân Cha duy nhất được kiện toàn trong nước Cha. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển tri cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh gìn giữ con, để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh gìn giữ con, để con thánh hóa dâng Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh gìn giữ con, để con thánh hóa dâng Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh
gìn giữ con để con thánh hóa dâng Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dâng Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dâng Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dâng Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dâng Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Dâng thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và tập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện
và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Tiếng ca vang qua lời chúc tụng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã muốn các linh mục của Chúa phục vụ bàn thờ và dâng Chúa. Xin nhờ giá trị của hy lễ này, Chúa thương làm cho việc phục vụ của các tôi tớ Chúa luôn đẹp lòng Chúa và có thể đem lại hiệu quả tồn tại mãi trong hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và viện cựu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phêrô chúng con, Đức giám mục phụ tá Laurenso và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến những con cái này mà Chúa là các linh mục mà hôm nay Chúa đã muốn ban cho hội thánh, cũng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ
và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Kính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sáng nước Cha chỉ thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho của lễ thánh mà chúng con vừa hiến dâng và lãnh nhận ban sức sống cho các linh mục và mọi tôi tớ Chúa, để khi được liên kết với Chúa bằng tình yêu vĩnh cửu, họ xứng đáng phụng thờ Chúa uy linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là đấng thiết lập và cai quản hội thánh, dùng ân sủng của Ngài mà không ngừng bảo vệ các con, để các con trung thành chu toàn các nhiệm vụ của chức linh mục. Chính Người đã làm cho các con trở nên tôi tớ và chứng nhân, phục vụ tình yêu và chân lý của Người trong thế gian, và nên thừa tác viên trung thành thực hiện việc giáo hòa. Người cũng làm cho các con trở nên mục tử chân chính, phân phát bánh thánh và lời hằng sống cho các tín hữu, để họ tăng trưởng hơn trong sự hiệp nhất của thân thể Đức Kitô. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you.